Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của em Peo. Và ngày hôm nay lại tiếp tục đến với sinh tồn trong thế giới đại dương các bạn ơi. Tập trước thì mình đã hoàn thành xong cái cây xiên cá hồn ma bạn ạ. Đó, thì các bạn vẫn kêu là anh mẹo Peo cầm vũ khí cận chiến xuống đáy biển quá non, quá là cùi bạn ạ. Ơi, thì kêu là anh mẹo Peo phải chế tạo cái cung cá mập á. Đó, chế tạo cái cung cá mập bắn ở dưới biển mới sướng được, chứ cầm mấy cái này cứ phải tiếp cận gần con mồi xong đánh rất là mất thời gian, sao không cầm cung bắn cho nhanh. Ok bạn ơi, thật ra là muốn chế tạo cung cá mập hình như là phải có cái răng à, hình như là có cái răng nanh của cá mập hay sao bạn ạ. Nhưng mà tôi thực sự tôi vẫn chưa thấy con cá mập bạn ạ, tôi vẫn chưa biết mặt mũi con cá mập nó như thế nào luôn bạn ạ. Đó, cái vấn đề nó ở chỗ đó bạn ơi, mình còn chưa biết cái mặt mũi con cá mập như nào thì làm sao mà có thể là lấy được cái răng cá mập đúng không. Đó, thì ok luôn, thì ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng chế tạo cái cung cá mập để cho các bạn trải nghiệm thử xem vào trong sinh tồn thế giới đại dương thì cung cá mập nó có gì mạnh mẽ không các bạn ha. Ok, thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn ký cho những cứu hộ mẹ bèo bạn nhá. Nhưng mà thực sự là mình vẫn chưa thấy con cá mập nào mà là quan trọng là có thấy con cá mập nào đâu mà bắt. Mình không biết là vùng biển nào nó hay có cá mập nhỉ. Bạn nào biết là cá mập nó hay xuất hiện ở một chỗ nào không? Nhưng bây giờ hiện tại mình cá hồn ma, cá đuối cái thứ thì mình gặp nhiều rồi. Mà cá mập thì tôi thực sự tôi chưa gặp bao giờ bạn ạ. Không biết cái vùng biển nào nó có cá mập đây. Đây là cá hồn ba nhá. Đó, đây là cá hồn ma này, không phải cá mập. Cá ngựa thì mình thấy đúng một lần, khá là hiếm. Còn cá mập thực sự mình chưa thấy bạn ạ. Bây giờ mà để mà tìm hiểu xem mà cá mập nó hay xuất hiện ở đâu, chắc là tôi sẽ phải gọi điện sự trợ giúp của người thân. Chắc là tôi sẽ thử lên trên những cái nhóm cộng đồng mini world xong mình lên hỏi thử xem là cá mập đâu. Đảo mới à? Đảo mới này. Mới. Một cái đảo cát mới bạn ạ. Nhìn thấy nhờ. Một cái đảo cát mới bạn ơi. Wow, đảo rộng phết đấy chứ. Ôi, tôi lại spam cái làng chài ra bạn ạ. Ảo nhờ. Nhưng mà cá mập thì không biết ở đâu. Ok, các bạn đợi mình đi tìm hiểu xem là cá mập ở chỗ nào nhá. Chứ thực sự tôi chơi đây là tập thứ 11 rồi mình vẫn chưa gặp cá mập các bạn ạ. Ok, thì sau khi mình tìm hiểu thì mọi người cũng chỉ nói là hên xui bạn ạ. Đó, cứ đi ra biển thì hên thì gặp cá mập, mà xui thì không gặp cá mập. Tôi cũng chẳng biết là gặp cá mập là hên hay xui nữa. Bình thường các bạn kêu là đen quá gặp cá mập bị cá mập cắn. Nhưng mà bây giờ mình cần săn cá mập cơ mà lại không thấy cá mập đâu. Tôi đang mong gặp cá mập đây để sợ gì cá mập đúng không. Mà vấn đề không biết cá mập ở cái chỗ nào bạn ạ. Bạn cầm ở hên xui thôi anh ơi, hên thì nó ra, còn không thì nó không ra đâu. Nó nếu thế thì chắc là phải có cách đi tìm bạn ạ. Cứ đi bơi không biết là lúc bão nữa không, mình có xem thì những lúc mà không có bão thì cũng có cá mập bạn ạ. Cho nên thôi chúng ta cứ đi vòng vòng đây để xem nó có cá mập không bạn ạ. Nhỏ ông còn câu được cả cá mập cơ, mình cũng kiểu ui bằng cách nào mà câu được cá mập ghê vậy. Hoặc như bạn của mình thấy còn câu được cả cá mập gọi là kinh mà hả. Rồi thì bây giờ mình cứ đi vòng vòng xem là có cá mập không, chứ giờ tôi hiện tại mình vẫn chưa thấy cá mập bạn ạ. Chắc là cứ đứng thử AFK, nhưng bạn kêu là cứ treo máy ở giữa biển sẽ có lúc thấy cá mập, ảo thật đấy bạn ạ. Ok, mình sẽ thử áp dụng vào tất cả cách xem là có cách nào nó ra được cá mập không bạn nhé. Ôi, tưởng cá mập cơ, không phải bạn ạ, không phải mà to lắm. Mình gặp chưa không những không biết bạn ạ. Rồi, nào chúng ta lại chờ đợi thôi. Cần cù bù sơn năng chứ giờ không biết cá mập đâu các bạn ạ. Ảo đấy. Ủa, cá hồn mai nhiều, cá mập mới hiếm cơ. Ok bạn ơi, cá mập thì chưa thấy đâu, nhưng mà mình phát hiện ra một cái hòn đảo bạn ạ. Bởi vì hòn đảo này mình thấy cái gì này, nó cái gì ở trên này bạn ạ. Tôi cũng tò mò cho nên lên thử xem nó có gì thú vị không bạn ơi. Đây là cái thuyền à? Sao cái thuyền nhìn lạ vậy? Ôi, cái thuyền này bị vỡ này, nhìn trông là ảo. Ta lần đầu tiên mình thấy cái thuyền vỡ nó kiểu này bạn ạ. Hello. Bậy này, làm sao? Chí mạng.
Gây dìu đá mà là củi vậy. Ui, mấy này đổ củi nhỉ. Ui, là đổ ngon mà nạ. Đánh ấy. Mày, mày, đi vô khá trời. Đi vô khá trời. Xem bên trong dương có gì không? Cũng được. Có titan, nó canh rau và mấy cái dìu này chắc mình thợ săn nhân loại mới chứ. Cái này chắc mình chẳng cần đâu. Mình giữ cái dìu sắt là được rồi. Giáo bây giờ mình cũng đâu mà cần nhiều thứ lắm dìu nữa. Toàn dìu đá bạn ạ. Ồ, toàn dìu đá rồi, thôi bỏ đi. Mình có dìu titan này, giữ lại một cái dìu sắt. Thôi, là cận chiến à, nhân loại. Lấy tạm một cái cận chiến vậy. Đây. Dám mà đẩy lùi. Ủa, ok thôi, kệ đi. Đổ củi nhỉ, nhìn nó cứ phèn phèn cái gì bạn ạ. Có bó rơm này. Bó rơm này có dễ kiếm nhỉ. Bó cỏ khô này 16 ngô đấy. Rồi, kệ đi. Cua cái thứ nữa. Ôi, bạn ơi, mình sẽ đứng thử xem là bão nữa. Đứng bão giữa biển xem là có cái mập không đấy. Chứ đây giờ là vẫn chưa tìm được cá mập bạn ạ. Thế nó mới cay chứ. Đây, như ông kêu là bão mới có cá mập. Mưa cái thứ có cá mập. Đứng đây xem có cá mập không nhá. Lại tiếp tục cần cua bố xe năng thôi. Vẫn chưa tìm ra cá mập các bạn ạ. Kiếm có phết đây. Nhưng cá mập không phải là dễ kiếm đâu. Hơi bị hiếm đây. Ok bạn ơi, cá mập lại chưa thấy đâu, tự nhiên lại tìm thấy. Đây các bạn ơi, khó báu dưới đáy biển. Thôi thì cá mập không có thì có mấy cái này cũng được. Cũng gọi là ok bạn ạ. Rồi, mấy con này nguy hiểm lắm, thôi né né ra tí. Thôi bạn ơi, thôi không chơi. Không chơi mấy con làm hộ vệ đâu, hộ vệ trâu lắm. Đánh tốn thời gian bạn ạ. Đây. Nhiều ông cũng kêu làm ở chỗ mình cái thuyền này có hay có cá mập này. Cuối cùng mình mấy ông kêu chỗ nào cũng có cá mập, cuối cùng không biết cái chỗ nào bạn ạ. Chỗ nào cũng kêu là hay có cá mập lắm. Mà mình vẫn không biết công dụng của cái mấy cái roi chớp nhoáng làm gì nhỉ. Dùng làm vật liệu. Thôi, tha em. Em không muốn đánh đâu, thôi, tha em. Sorry, em té bạn ơi. Té vội. Để mình theo như kinh nghiệm của mình là mấy cái theo nó mấy cái tổ nhỏ á, mấy cái tổ nhỏ nó còn đồ xịn hơn tổ to bạn ạ. Tổ to đồ quyền bự. Thôi. Nước mắt nữa, không sao, mình có nhiều sao bạn, mình có nhiều sao lắm. Chết thì hồi sinh thôi. Ơi, mấy cái tổ nhỏ này đồ nó còn xịn hơn tổ to đồ cùi thực sự bạn ạ. Chẳng có cái quái gì nữa, đồ cái dương tổ to đồ cùi nhất luôn á. Mấy cái tổ nhỏ nhỏ này, đồ gọi là xịn này. Ủa, tao đã không có dương à? Nó ở chỗ nào ấy nhở? Cái tổ vỡ này, cái dương nó ở đâu ấy nhở? Chắc nó chỉ quanh quanh đây thôi. Không có thật à? Không có thật bạn ạ. Em mới phải lé ta. Tối quá, chả nhìn cái quay bạn ạ. Tối quá. Nhìn nó không rõ nữa. Nhiều khi mình thấy cái dương nhưng mà mình bị tối ấy. Thế ra mình nhìn nó không ra bạn ạ. Kệ đi, chắc nó không có rồi. Ôi, có con cá ngựa siêu to và khổng lồ này. Ôi, cái mập của nó nhờ. Thôi. Mình cần cá mập cơ. Đâu cần cá ngựa đâu. Ôi nở. Ha. Cái tàu này không có dương này. Chắc là không có rồi. Không có thật bạn ạ. Không có mỡ. Cái. Sang bên tàu khác bạn ơi. Nhưng mà quan trọng là cá ngựa này. Cá ngựa mình thấy rồi này. Ôi, tôi vẫn chưa tìm cách thuần phục con cá ngựa bạn ạ. Cái dương này bên ngoài à. Ui, đồ ngon lắm ui. Dương chất lượng thực sự là đồ đúng ngon luôn á. Ui, sao cá ngựa nhiều vậy. Cá ngựa nhiều vậy thế cá mập đâu. Bà cái dương bên ngoài bà đã, cái dương đồ bên ngoài đây. Ui, ông đồ nó chất lượng thế này mà nó đồ đúng xịn bà ơi. Cá mập đâu.
quan trọng là cá mập cơ. Nhưng bạn cũng kêu là anh em béo cứ đứng ở dưới nước là lâu lâu à? Đấy, ở dưới biển lâu lâu vào tí nữa cá mập tự hiện ra, nghe ảo nhỉ? Cá mập tự hiện ra cơ. Ờ, không biết mà. Nhưng bạn bảo là phải đứng đợi nó spam ra cơ. Ui, em mình lấy rồi à? Hết rồi, hình như là hết rồi bạn, hình như là hết rồi sao? Ờ, bốn tàu nhỏ, một tàu to là hết rồi bạn. À, bên này có gì đây? Ôi, cá ngựa nhiều nhở? Nhìn ra cá ngựa là nhiều bạn ạ. Nhưng mà cá mập chưa thấy nha. Tôi vẫn chưa thấy cá mập bạn ạ. Nó cái tôi cần là cá mập cơ. Ờ, là hết rồi bạn, hết rồi. Cái tôi cần là cá mập cơ mà lại không thấy cá mập đâu thế này. Không giòn nha. Cá ngựa giờ 3 con rồi đấy. Ui, chỗ này 3 con bên kia 4 con mà, 4 con cá ngựa cùng một chỗ này. Sao nó spam với nhiều cá ngựa ấy nhỉ? Phải đánh lại là xem cá ngựa cho rồi ngon không? Chỉ được mỗi cái đổi màu thôi. Còn gì nhỉ? Cá mập thì vẫn chưa thấy bạn nhé. Có thể là phải đi nó khác mà lại đi khác rồi. Ui, kia là cái rồi, cái rơi, cái đuối gì ấy, thế tôi gọi là cái đuối. Trời, trời tối luôn mà bắn pháo hoa trời sáng rồi đã. Căng nhờ, khiếp thật đấy, cá mập hiếm thế cơ đấy. Nhưng bạn còn câu được cả cá mập cơ, ghê thực sự luôn á. Mình đi kiếm cá mập đã không thấy rồi lại còn câu được cá mập chứ, ảo vậy, căng nha. Ok, cá mập thì vẫn chưa thấy đâu mà lại tìm thấy cái chỗ có kho báu này. Đó. Thôi thì lại đi lượm tạm kho báu chứ biết sao giờ. Nói cá mập thì chả thấy đâu mà. Ồ, căng thực sự. Tôi còn đọc qua các ông có mà kêu là anh phải chế tạo thuyền, hoặc anh phải đi thuyền trên biển thì mới có cá mập. Không làm gì. Mày vừa chôn cá tao không? Trả cá đây. Vừa chôn cá của mình kìa. Ảo thế nhở? Dám lấy cá của mèo pèo. Bộ mà phun đồ bạn ơi. Phun đồ chứ. Ê, mặc tạm cái này vào vậy. Ờ, phút gì ở ta? Phun đồ rồi. Ok. Rồi, thế đi. Đi ôi. Ê. Dưới hầm lại có thêm mấy nhà tù nữa. Ui, combo hủy diệt vậy bạn ơi. Còn thêm quả trứng bom nữa chứ. Ê, quả này hơi căng nha. Quả bẫy là hơi ghê nha. Tôi vừa nói xong nó nổ luôn chứ. Sao bị lượng hồi sinh ở trên này ảo vậy? Sao mà bằng cách nào mà nó nổ ở trên nhỉ? Ê, giờ cháy dương rồi, giờ cháy dương rồi. Cung à? Không cần lắm nhỉ? Đuốc này ngon này, đuốc này ngon nha. Tơ này ngon này. Còn mấy này không cần lắm, mấy này chả cần. Đây, đá lửa bây giờ, ngày xưa công dụng bây giờ đá lửa nó ghi là hình như không có tác dụng gì. Nghe trông buồn không? Nghe trông phèn thực sự bạn ạ. Không có tác dụng gì luôn mà. Nghe mà buồn thay luôn á. Ok. Mình sẽ làm một cái thuyền bạn ạ. Coi là chế tạo thuyền là cần cái gì nhỉ? Thuyền kiến trúc à? Bởi thuyền nó ở nằm phần nào nhỉ? Công cụ à? Rồi thấy bạc kín à? Bạc kín cất ở nhà rồi. Về nhà. Ok, về nhà thì về nhà bạn ạ. Đó, bạn kêu là phải đi thuyền thì cá mập nó mới sợ hãi. Ủa? Ở trên này đâu có gì đâu. Ở đây cũng không có cái máy spam trứng bom nữa. Thế bằng cách nào mà con trứng bom nó rơi từ đâu vậy? Ủa, nó rơi từ vũ trụ khác hả? Có gì không? Ủa? Các bạn có thấy vô lý không? Ủa, sao rõ ràng là... Rõ ràng là ở đây không có máy spam trứng bom. Mà cái chỗ này cũng không tối đến mức mà con trứng bom nó xuất hiện được đúng không?
Mà chưa kể là rõ ràng cái trần nhà nó chỉ cao có 3 block. Bằng cách nào con trứng bom nó xuất hiện đâu vậy? What the hell? Magic thực sự luôn á. Ảo thật đấy bà đạo. Thôi, chỗ này nguy hiểm quá. Té vào bà, té gấp. Nguy hiểm thực sự luôn á. Ảo thật đây. Magic. Ok, cất bớt mấy cái này đi bần ạ. Bên này à? Rồi, ok. Ảo thật đấy bạn ơi. Ui, nhặt được một đống thì ta bạn ơi. Ngon ngoan, đây. Bây giờ mình đi thuyền rồi nha. Thuyền luôn, mình làm ủa sao ghi là tên là chiếc bè da. Nhưng mà công thức chế tạo là không có da. Ơ, tên là mẹ ảo cơ. Ôi, đèn tìm bà này, thôi. Bây giờ ồ, chứ đèn khổng binh à. Thôi. Khổng binh cái gì tầm này. Tầm này bây giờ lo đi kiếm cá mập bạn ơi. Cá mập thì chưa thấy đâu này. Khổng binh cái gì. Rồi, ok. Nha, xem bà đi, liệu rằng là đi thuyền thì có cá mập hay không nhá. Ok, rồi. Nha. Chết rồi. Ok, các bạn đi. À. Được rồi, đi thôi bạn ơi. Nào. Xem là đi thuyền có cá mập hay không. Bà đi thuyền câu cá đúng combo đấy nè. À không, nhưng mà game này không phải là game này đi thuyền thì không cho câu cá, thế mới ảo cơ. Ngoài đời là đúng combo đi thuyền câu cá, game này không. Đi thuyền là không cho câu cá bạn ạ, thế mới cày chứ. Ok, mà đi thuyền chậm nhỉ, thôi biết sao rồi. Quan trọng phải đi tìm cá mập. Nhưng mà không biết cá mập ở đâu. Vẫn chưa biết cá mập ở đâu. Ôi, cái đi thôi. Ở đâu, kệ nó bạn ạ. Ok, cá mập thì vẫn chưa thấy được bạn ơi. Mà lại thấy một cái tòa nhà ở giữa biển này. À, hình như nhà này của ông thương nhân đúng không? Ông, không phải, ôi sao nhà nhìn lại vậy? Ôi, bởi mà nhà nhìn lại nhá. Ôi, nhà nhìn lạ vậy. Wow. Ôi, lần đầu tiên mình thấy cái nhà kiểu này bạn ạ. Ôi, nhìn lạ nhá. Ôi, ôi, nhà giàu vậy. Wow. Cho xin cái ảnh cái. Một kỷ niệm phát, lần đầu tiên mình thấy cái nhà nó giàu như này bạn ạ. Wow, nhìn này. Ui. Giàu nhờ. Ừ, nó phải không đẹp. Đặt thêm mấy block đứng cho đẹp bạn ạ. Đây. Đó. Ui. Nhà giàu bạn ơi. Lần đầu tiên gặp nhà giàu này. Ui. Lần đầu tiên thấy luôn ạ. Ok, để coi xem là có loot được cái gì không bạn ạ. Ok, lưu ảnh đã. Rồi. Xem mà có loot được cái gì không bạn ơi. Oh, hello. Chào anh. Hàng rào san ô, bàn vỏ ốp. Bàn này ngon này. Được. Bình phong mà không ngon. Ghế vỏ ốc này. Cửa sổ mà. Từ. Phải đầu tư quá sao nha. Tầm này là phải đầu tư quá sao nha. Nó hết thì mua thêm bạn đã không phải xoắn. Lâu lắm mà mình gặp được ông thương nhân này bạn ơi. Được đấy. Chắc là lần đầu tiên mình gặp chứ lắm thì. Cầm hứa cửa san hô à. Bình phong mà ghế là cần này. Cầu tham hơn á. Tủ quần áo cần này. Cửa bokeh. Ủa không có giường à. Đèn chăm lại dương này. À mình chưa học công thức. Nó tự hiển thị này. Quên mất phải học công thức chứ. Quên bắt bạn ạ. Ừ ha. Rồi ok. Mình học công thức xong bạn ạ. Ok mình sẽ lấy pháo hoa nhỉ. Pháo hoa lấy thêm cả pháo hoa. Pháo hoa gì à? Cái pháo hoa bắn. Đây. Và kinh nghiệm này. Đó. Ok bạn ơi. Rồi mấy giờ rồi nhỉ. Ủa trời tối nào. Có giường không? Có giường đấy. Không có giường à. Xịn đấy. Con dươi này không có gì cả. Chỉ ghế ngồi thôi. Chết tớ rồi sao ra.
công thức giường nhỉ? Ông này không bán công thức giường à? Ảo nhé. Quan trọng vẫn là không thấy cá mập. Tôi tính đi làm cá mập cơ, nhưng mà lại không thấy cá mập các bạn ạ. Chắc là tôi nhiều khi phải đợi các bạn góp ý xem bạn nào biết cá mập ở đâu để lại bình luận phía dưới, chứ bây giờ tôi chưa thấy cá mập bạn ạ. Rồi, không sao. Cá mập chưa thấy thì mình thấy cái đảo ngon đấy, đảo này hiếm đấy. Đảo bởi khá là hiếm nhờ. Và pha hoa cái. Đứng ở nóc nhà bắn đi. Đứng ở nóc nhà bắn mà ạ. Ui, cái nhà đẹp nhờ, thiết kế đẹp nhờ. Đỉnh đấy. Từ khi mà update mấy cái khối này, giúp chúng ta xây nhà kiểu như là nhà chúng ta có thể tự tin để chế tạo các loại nhà khác nhau bạn ạ. Đó. Chế nhiều loại nhà khác nhau nữa. Mình lượm kinh nghiệm rồi đó. Làm gì là mình lượm kinh nghiệm phát. Ôi, san hô cũng đẹp này. Đó, tôi ước mơ làm nhà kiểu này đấy. Bão rồi à? Trời ơi. Đưa lại còn bão nữa chứ. Ok, bật lượm kinh nghiệm bạn ơi. Ui, cái phẩm hoa chính ra ngon nha, cho nhiều sao phép bật ạ, được đấy. Mà không có công thức giường nhỉ? Tôi cần giường cơ, không biết là có công thức giường không bạn ạ. Ok. Rồi. Ui, được ba mấy sao này, nhiều phết chứ. 34 sao này, còn không nhỉ? Ủa bồi trên nóc nhà còn đầy bạn ạ. Ôi quên mất mình bắn trên nóc nhà mà. Ê, nhảy lên đã. Ok. Ui dồi một đống luôn. Ẹt gà nó bốn mấy sao liền mà thôi. Ui nóc nhà còn nhiều lắm này. Ó, lượm liền 42 sao, 43 sao luôn. Và 44 sao luôn. Đấy, 45 sao luôn. Qua cái gớm luôn. Ui. Đỉnh đấy, bình đấy. Ok bạn ơi. Rồi, quá nhiều sao rồi. Nào. Đèn treo bậy dương hàng rào sa bô à? Có vẻ như là ông này ông ấy không bán cái công thức chế ấy rồi. Ôi, mình nên lượm về mình dùng mà lại đó. Mình nên lượm về mình dùng. Ê, về bên xin nha. Đỡ khỏi chế mà lại chế mấy này cũng lằng nhằng phết đấy không này. Chế mấy này đi kiếm đồ thứ cũng lâu la phép mà lại. Lượm được cái nào mình lượm luôn. Không sao. Mặc dù là mình không kiếm được cá mập nhưng mà tôi cũng lượm được đồ khá là ngon bạn ạ. Ê, ok. Gì đấy? Đây hàng rào à? Được cái nhỉ? Hàng rào mình có rồi đúng không? Công thức tủ chứa này. Đã, mua lại cái hàng rào đi. Lại bởi phát nữa. Chậu lớn á. Cửa sổ, bàn vỏ ốc à? Mình tưởng mấy mình mua rồi mà. Ờ, đâu mua? Mở khóa rồi mà vẫn bán à? Cái tiếp theo thôi không sao. Để có gì hôm sau mình cho Thanh Huy bạn ơi. À cái chậu này mình mở khóa đâu? Mở khóa chưa ấy nhỉ? Chậu lớn đại dương này. Ui phun đồ rồi. Ê à. Ok bạn ơi, rồi hợp lý. Đi lượm hết mấy cái này bạn ạ, lượm hết. Ăn đã đói quá. Cái nào mình vứt được nhỉ? Đất mình vứt đi, đâu cần đâu. Đi. Ôi, bồi cái đẹp nha, bồi cái đẹp nha. Ôi, cái hàng rào bỏ vào đẹp ấy nhở. Nhìn đúng đẹp mà lại nhìn mê phết đấy chú. Cái hàm là bỏ ốc này chế, uầy, xó thứ, tốn kém với đấy.
Ok, ở đây nhiều đồ phết nhỉ. Hàng rào san hô. Ok. Đi lượm hết bà lại, lượm hết luôn. Có cái gì mà tôi lút hết. Nhưng mà vẫn hơi buồn. Tại sao cá mập lại hiếm thế nhỉ? Mình không hiểu tại sao cá mập lại hiếm như thế được, đúng không? Hiếm thì hiếm vừa chứ nhỉ? Tìm không ra mập bạn nào có cái bí kíp nào không? Bạn nào có bí kíp nào để có thể cá mập nó ra nhiều triệu hồi nhiều không? Đúng không? Tôi vẫn chưa tìm ra cái bí kíp để có thể gặp được cá mập nhiều nhiều bạn ạ. Đang cần một cái bí kíp. Chắc bài tập này chắc chưa xong rồi. Cái này chắc này cầm về không ta? Không chả cần nữa. Ui. Đèn thủy tinh này đẹp này. Đèn này đẹp này. Lượm là chuẩn đấy. Đèn này đẹp. Đèn đẹp này. Ui. Đèn này chế thứ cũng thức cũng mệt đấy. Thôi. Lượm cái đèn về bên. Cái còn cái còn cái vàng vàng kia thì thôi cỡ nhá. Vàng vàng kia kiếm được dễ mà, kiếm nhiều lắm, không cần. Còn gì lút được không ta? Đây, cái hàng rào lút nốt này. Đó. Mình đi mình lút nốt bạn ạ. Ok, đây rồi. Đây, ok bạn ơi, rồi. Nhìn chung là cũng được. Nhà mình khá là đẹp bạn ạ. Nhưng mà vẫn không có cá mập. Cá mập ở đâu ta? Cái trò vẫn không tìm ra cá mập bạn ạ. Một vòng quanh đêm nè. Bố không, cái mình khám phá chưa ấy nhỉ? Cái chỗ này mình khám phá chưa ấy nhỉ? Mình cũng không biết là cái chỗ này mình như mình đi rồi đúng không? Thôi mình cứ xuống cho kiểm tra check kèo xem là mình hình như cái chỗ này mình khám phá rồi bạn ạ. Đúng không ta? Phải không ta? Chỗ này như mình khám phá rồi. Mà sao dưới đây mình nhiều quái vậy? Time. Ê, chỗ này mới nha. Nó lại là hợp lý bạn ạ. Ôi, đây là cái chỗ này mới bạn ơi. Wow, được của nó nhờ. Nhưng mà mình đang full đồ rồi, chết. Vậy sao lại lúc này nhờ? Đúng lúc mình đang full đồ chứ. Không sao, không sao. Có đồ ngon, có đồ ngon. Được quần nó hơi. Ok. Ê, nhớ ông bạn, như bạn bảo là đây, gần mấy cái tàu này nó cũng có cá mập này. Lâu lâu nó spawn ra cá mập ở chỗ mấy cái tàu này. Tôi cũng chưa thấy nhá. Chưa kiểm chứng được bạn ạ. Chưa thấy. Thế à? Ui. Canh rau à? Có chả cần đâu. Cá nướng à? Một cái chân vịt này chắc là không cần lắm nhỉ. Lấy đi. Thừa nó thiếu. Cá này cá hồn ma. Cá bảo đâu ta? Cá bảo đâu ta? Xem ra là kiếm cá mập đúng thật là khó bạn ạ. Ủa? Ít tàu à? Ít tàu à? Ủa sao ít tàu ấy? À đây. Đây là hai tàu gần nhau. À thì ra là thế. Ok vậy đủ 5 tàu rồi đúng không? Đâu? Thiếu rồi nè. Ui. Cái này hiếm này. Cái mã não vân đỏ này hiếm này. Chắc mình phải lấy đấy. Ui. Ui vàng đen này. Ui. Mày ơi, ôi giời mày ơi, cái này mới gọi là đỉnh cao này mày.
Bà kín đấy mà, thôi chắc là chả cần nữa nào. Bà kín à, con lấy đi. Ôi, đây bà đâu đây rồi? Ôi dồi ôi, vàng đen luôn mà. Ây bà, bây giờ cái này nó còn hơn cả đi kiếm ca mập bạn ơi. Vàng đen rồi bạn ơi, ghê chưa? Nó là vàng đen đó. Xịn xò liền bạn ơi. Ok, ok, mình nghĩ bây giờ chắc là đủ rồi nhỉ. À, không bao à bây giờ từ nè, bây giờ có hai tàu này. Ê, bây giờ có hai tàu nha, quên mất đây một tàu nữa đó. Ôi không, hết hồn, tưởng có hai dương. Nhầm, tưởng có hai dương. Mặt nạ cao cấp luôn này, ngon ngon bạn ơi, ngon. Được của nó nha. Uầy, chính ra hôm nay mình không tìm được cá mập, nhưng mà mình tìm những cái xịn hơn cá mập ạ. Nó có những thứ nó còn ngon hơn cả cá mập các bạn ơi. Ok ok, thôi thì hôm nay không tìm được cá mập nhưng mà mình lại tìm được những thứ ngon hơn thì cũng được rồi. Lửa chạy mày vứt đi bạn ơi, lấy bức quỷ chuyển đi về bạn ạ. Ôi ngon liền, ngon liền. Bội thu bạn ơi, hôm nay bội thu rồi. Về thôi. Cá mập không có, không lúc khác nó có bạn ạ. Hôm nay không có, lúc khác có. Trời ơi, lượm tiền. Được của nó đấy, uy tín đấy. Đây, cái bơ cái này đi bạn ạ. Ôi chết rồi, không sao. Mình bỏ lại cái thuyền ở chỗ kia bạn ạ. Kệ bạn ạ, dám ba cái thuyền. Lấy lúc nào chả được, đúng không? Cái thuyền này lấy lúc nào chả được. Không gì phải xoắn bạn ạ. Cái thuyền đấy mình lấy lúc nào chả được. Chế dễ bạn ơi, thuyền chế dễ mà. Ok, ngày hôm nay bọn tôi đã đi không kiếm được cá mập nhưng mà trên cả thành công bạn ạ. Kiếm được những thứ nó còn xịn hơn cả cá mập. Ok ok bạn ơi, ngon liền. Rồi, thì chắc là tôi nghĩ là video hôm nay là bội thu ấy nhỉ. Được đấy, hôm nay là khá là ngon bạn ạ. Hôm nay đồ đạc các thứ kiếm được thứ khá là ngon. Ok, mình sẽ tập trung bạn ạ, mình sẽ dồn đồ một chút mà để dễ phân chia bạn ạ. Nào đây, dồn đồ một chỗ đi, vừa dễ phân chia nữa, bởi quặng các thứ này, nó quặng để vào dương này này. Ok bạn ơi, rồi hôm nay là thành công rồi, có vàng đen rất là xịn bạn ạ, ơi cực kỳ xịn bạn ơi. Vàng đen này nó tương đương với cả gần ngang với kim cương mà, chung là xịn đấy bạn ạ. Nó là kim cương ngày xưa đấy. Ok, video xin phép được kết thúc thôi. Bạn nào mà biết cá mập nó hay xuất hiện ở đâu thì hãy để lại bình luận phía dưới nha. Tập sau tôi quyết tâm tôi sẽ chế tạo đồ từ cá mập các bạn ạ. Ok, video xin phép được kết thúc thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.